Xin chào các bạn, ngày hôm nay là một ngày đẹp trời để chúng ta có thể cùng nhau đi tô mò. Và để tô mò cho đẹp nhất thì các bạn hãy cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có thể thêm động lực ra video nhiều hơn. Và bây giờ chúng ta cùng đi tô mò nào. Lấy sắp đi xem hội rồi, ở nhà sáng quá. Ôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô mò nha các bạn. Không có yêu là phải đi hết, đi chơi đi, cho đời đỡ khổ. Đấy em chỉ có làm thôi, em chẳng đi chơi đâu. Mày chết đi, anh đi chơi. Đấy em chỉ có làm. Anh ở nhà bây giờ, ở nhà ốm ấy. Anh như lướt lên cà phê. Đây là mình tô mò các bạn. Hôm nay làm bao nhiêu? 9 thôi. Hôm nay mùng 9 á? Đầu, cái đời đầu. Đâu, ngày mùng 9. Nhanh nhỉ? Cuối tháng được cái gì không? Làm bữa ốc nhỉ? Ra nhà luôn đéo mà đi về đời chứ. Đi là đi ra quán đéo ai mà dọn được. Có gì hay không nhỉ? Anh gì? Đấy. Anh có biết gì đâu. Anh chỉ nói đầu tháng cho mọi người có động lực thôi. Anh đâu gọi là điều gì á? Nhưng mà nói thế. Ví dụ em để cho mọi người thấy cái chắc nhiều. Còn bây giờ là mình đã cho mọi người xem. Mọi người đây là giày màu đen nha. Đúng rồi, mọi người. Anh đi đây. Anh bảo là phải có năng suất, là phải có năng suất gì? Ai? Thằng nào? Đây chưa ngày buổi nào? Mày nói thật không? Nào? Em không nghỉ buổi nào đâu. Em bảo tối rồi. Em nếu mà cả sáng rồi. Ôi, thì chị suy nghĩ một buổi lắm rồi. Em kiểu như hôm nay mà học cả sáng và chiều kiếm em tối, em sẽ làm 3 đến 11 giờ em về. 12 giờ rồi. Không thì nếu mà hôm nào thì kiểu như là có việc ở nhà mà nghe nói thôi thì thế này mà anh mà làm tối nữa anh nhỉ? Có cái con cà anh cút. Anh có được làm tối đâu? Cà biết anh không biết. Không. Được làm tối em đuổi. Đúng rồi. Con em. Phát hai mười mấy. Mày cuối nốt. Nhưng mà bây giờ mày cuối được rồi thì đang cần những việc mà trên mạch kia anh quyết đang dạy nó nên nó phải đi làm tối thôi liền. Có chuyện đi làm tối như thế nào? Dạ, có 15.000 thôi, rẻ mà. Sướng lắm. Muốn được một anh không muốn được làm chuyện gì vậy? Thôi! Đi. Anh phải kiên, nhanh. Ý, mình cái này kêu thí rồi. Anh không muốn được làm chuyện gì rồi. Tôi mò xong nha các bạn.